Hello anh em nhá. Đây mới về cho anh em một lô phạm vi mộc 10 con này. Các bác này, mộc này toàn là chim đã ra giọng hết rồi các bác nhá. Đấy, bộ to đẹp. Mặt mũi nó không xuất sắc thì em mới nhặt để chia sẻ cho anh em nhá. Đấy, mới về thì bây giờ em sẽ thử xì máy xem mà có con nào hot không. Đấy, xem nó tố chất nó mau mỏ thì anh em nào mà kết em nào thì có thể alo cho em. Đấy, từ hàng trên từ bên từ trái qua phải các bác nhá. Thì là 1 2 3 4 5. Thì bắt đầu xuống hàng dưới cũng từ trái qua phải là 6 7 8 9 10. Đấy, thì bây giờ em thử xì xem nào. Đấy, xì mót được rồi đấy các bác. Rồi, con số 1 hot này. Con số 5 và số 6 đang hot này các bác này. Rất mau mỏ luôn các bác nhá. Xì máy là hot, chim mau mỏ chơi rất đỉnh luôn. Đây, hai em này đang hot rất tốt đấy các bác nhá. Đấy, con số 7 các bác nhá. Hot rất đắt luôn. Đấy, con số 1 này cũng vừa hot đấy các bác nhá. Anh em có thể để ý 1, 6 và 7 này. Đấy, và em sẽ xem tiếp xem em nào hot để chia sẻ lại cho anh em. Tối nha các bác nhá. Bây giờ là 8 giờ tối rồi. 8 giờ tối ngày 22 tháng 3 các bác nhá. Xì máy lần nữa nào. Đấy, toàn chim bộ to đẹp các bác nhá. Mặt mũi nó chim mộc nhưng mà mặt mũi rất là đẹp luôn các bác nhá. Em có số 7 đang hot này các bác này. Số 7 hot rất mau mỏ luôn. Số 7 bộ to các bác nhá. Anh em xem tổng thể trong tí nữa em sẽ quay vào từng ô từng con một cho anh em. Con số 7 rất là mò mồm nha các bác nha. Hầu như là chỉ cần xì tiếng máy cái là hot luôn các bạn. Đấy, trong học mới về nhá, rất đỉnh luôn. Đấy, anh em nhìn con số 7 chưa? Số 7, số 1 đấy, hot liên tục các bạn. Đấy, anh em nhìn nhá. Rất là mau mỏ luôn anh em ạ. Anh em có thể xem nhá. Đấy, những con hot trong hộp này rồi thì anh em cho ra lồng, anh em nuôi, anh em treo chỗ thoáng thì nó sẽ hot rất là tốt các bạn. Đấy, nuôi hộp tập trung này mà nó dám hot là con chim nó rất là bản lĩnh đấy các bạn. Nha các bác nha. Giờ em sẽ quay sát từng con này và cho anh em xem qua bóng bộ nhé. Đầu tiên là em số 1 này. Em này thì là đấy, em này thì cụt đuôi các bác nhé. Mặt mũi rất là đẹp và đặc biệt là em nó rất là mau mỏ luôn. Đấy, mái xùy là hot rất là tốt trong học các bác nhé. Chim cao cầu. Em này thì gột hot thì tuyệt vời luôn các bác. Đấy. Đấy, đang hot đây các bác ơi. Em này điện rất căng nhá. Chim căng mau mỏ. Em này em số 1 các bác nhá. Hai họa nét rất là đẹp chim luôn. Đấy, qua em số 1 này thì em số 2 các bác nhá. Em số 2 này lông sáng này, bản đuôi to các bác ơi. Bản đuôi to, anh em nhìn bản đuôi rất đẹp luôn. Bóng bộ liền lạc các bác nhá. Em số 2 này thì là tương lai mộc xòe các bác nhá. Anh em nào kết thì alo cho em. Này, tiếp đến là em số 3 các bác này. Em số 3 họa to. Đấy, mắt rất đẹp các bác nhá. Mắt xanh các bác nhá. Mắt màu tàn tro. Anh em có thể nhìn này. Để em zoom sát cái mắt cho anh em xem. Em này mổ mắt rất đẹp luôn. Lông vàng các bác ạ. Chân vàng, lông vàng anh em nhé. Mỏ vàng, sống mỏ nó hơi đen một chút. Đấy, hơi đen một tí ở trên cái sống mỏ đó các bác nhé. Đấy, còn lại tổng thể là chim rất là vàng đẹp luôn, đuôi dài. Đấy, em này em số 3 mắt cực kỳ đẹp nha anh em lưu ý này. Đấy, anh em thể thấy. Đấy. Mắt
Sạp rất hay các bác nha. Qua em số 3 này thì lên số 4 các bác nha. Em số 4 này thì mới về thì hơi yếu chim một chút các bạn. Thì em sẽ chăm lại một vài hôm thì tiếp tục lên clip cho anh em. Thì đến em số 5 các bác này. Chim nó về cũng vào buổi tối thôi. Em số 5 này em số 5 và em số 4 này thì có vẻ là cái đi đường xa nắng ở trên xe thì hơi mệt, thì em chuyển cho em số 6 cho các bác luôn nhé. Em số 6 ở dưới này thì em này hot cực kỳ tốt luôn các bác này. Em số 6 này hot rất ác luôn. Em số 6 và em số 7 này hai con hot rất ác đấy các bác thấy không? Mỏ mỏng nhá. Em này mỏ rất mỏng luôn. Em này anh em về chỉ cần anh em cho ra lồng, anh em chăm lại một vài hôm, anh em treo ra là nó bắn ầm làng lên các bác nhé. Em này mỏ mỏng, mau mỏ các bác nhé. Đấy, cơ quan số 6 này sẽ đến em số 7 cho các bác xem này. Em số 7 này tuyệt đẹp luôn. Em số 7 này mau mỏ bộ to nha các bác nhé. Cao cầu chân vàng. Đấy, anh em nhìn đi. Em số 7 này hot cực kỳ tốt luôn. Số 7 này là mò mò nhất đàn luôn các bác nhé. Về cái chơi là hot ở mầm luôn trong học các bác ạ. Đấy. Anh em thấy đỉnh chưa? Em này bộ khá to nhá. Tiếp tục qua số 8 này. Số 8 này thì cũng là chim nó đi đường xa nó hơi mệt rồi. Tiếp tục qua em số 9 nhé các bác nhé. Em số 9 này thì hot rất tốt trong học rồi các bác nhé. Em số 9 này là trường chim dài đòn. Em số 9 này bản đuôi cũng rất là to các bác này. Em số 9 này đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Em số 9 này thì rất là dài, chim dài ngoằng luôn các bác nhé. Cao cầu, dài đòn, đuôi rất dài các anh em ạ. Em này ngũ trường, chuẩn chim ngũ trường luôn các bác nhé. Em này thì cũng đã ra giọng trong học rồi anh em ạ. Mũi chim hót rất là đẹp cho anh em này. Tiếp đến là sang em số 10 này các bác này. Em số 10 này mặt mũi đẹp, họa nét các bác nhé. Đấy. Tổng thể 10 con chim mộc vừa về cho anh em. Anh em kết em nào thì có thể alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689 các bác nha. Đấy. Một số em rất là mau mỏ và một số em thì cho mà đi đường xa về nó còn hơi mệt một chút, thì em sẽ chăm lại một hai hôm mà sẽ lên một clip tiếp tục cho anh em nhé. Đấy. Anh em là đang xem kênh chưa đăng ký thì ủng hộ em lượt đăng ký. Sau này em lên video thì các bác sẽ nhận được thông báo về điện thoại nhé các bác nhé. Rồi, chào anh em.